Chào bác Quân già, anh Quân đang tiết bỏ hát tiết bỏ đồ. Chào bác Quân ở trong Đà Nẵng. Thì tàu bộ này có trị giá là 51 triệu bao nhá. Một cặp loa 515, đồng bội đồng bối tinh, thiết bị máy đẩy của VNRO đã được hành viên snap và cân chỉnh rất kỳ bài bản chính xác rồi. Mời bác cùng nghe. Tiếp nó buồn, bát nó quánh, lời nó vẽ rất hay. Thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi. Nào còn những lúc hái hoa vạn trang suốt đêm trong tim cười. Tôi bước theo tiếng gọi của lòng trai tha thiết với tương lai, tôi xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng chinh. Rồi, các bạn xa quá nhá. Chưa bắt xem bên giả, anh Quyên đang test một bó hát cho bác Quân từ trong Đà Lạt. Thì câu hình này, anh Quyên sử dụng một đoàn cao cấp của JBL, một điện là 515, hàng mới nét, cực kỳ hay nha. Và đồng bộ hệ thống với tinh, đẩy VS, vang mic, quản lý nguồn và lượng tiếng. Và bác cùng nghe khúc Thành phố buồn. Anh Quyên sẽ đưa tới quý vị các bạn đến với thành phố mơ mộng và đẹp đẽ. Thành phố nào nhớ không em, lời chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mò, đường quanh co khuya góc thông già. Chiều đám tay nghe lắng tràn hòa, lắng hôn nhẹ tạm mọc môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp mơ. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật, ngày có riêng mình. Thành phố buồn lắm nghe tối tỏa, người đưa thưa chim dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong vòng giao đường, tiếng kinh cầu dệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Dòng
rồi từ đó tình cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người âm thầm anh biết thương đời đau buồn em khóc chiêm thôi anh về góp góc kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn nắm tơ vơ cơn gió chiều này bớt tâm hồn và con đường ngày xưa đổ giờ không em soi đau buồn giờ không em hoang mang phô phường tiếng chuông chiều chậm chậm thế điên tiếng điên ơi quên đùi đồi quên cả tình yêu. Quá tuyệt vời với nhân với những bộ hát 515 này thì bên anh Nguyễn ghép rất nhiều rồi, tất cả những bác dùng những bộ dàn này rất là ưng ý và tâm đắc, đặc biệt tiếng nhạc nó cực kỳ chi tiết và sắc nét cũng như là tròn trịa. Về karaoke thì bay bổng thoáng thoáng, nhạc quẹt với bích, bích quẹt với nhạc, với kinh nghiệm rất lâu năm hành nguyện, kinh nghiệm chiến trường, kinh nghiệm lý thuyết và kinh nghiệm lâu năm luôn luôn tạo ra những bộ dàn hát nó hợp về hình thức hay về âm và cực kỳ dễ dùng cho các em nhé. Một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày có riêng mình, thành phố buồn làm cái gói tỏa, người đứa thương chìm giữa sương mù, quỳ bên nhau trong giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình may mắn gặp nhau. Rồi từ đó tình cách xa duyên tình đêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người âm thầm anh biết thương đời đau buồn em khóc chiêm phôi anh về gom góc kỷ niệm tìm vui. Rồi với nhau bây giờ em sẽ hướng dẫn để anh em cùng tham khảo cái cách sử dụng bộ hát này. Thì bộ hát này em sẽ chuyển về trong Đà Nẵng nhé. Trước đó thì bác Quân bác lấy em một bộ dàn rồi và dùng thì nó hay quá, nó tiện quá, thay đổi mọi suy nghĩ mà trưởng thành ấy. Thì cái bộ này cách dùng cái sau nhá, 515 cực kỳ đẹp luôn nhá, đẹp lên kia các bạn nhìn này, rất đẹp. Rồi bây giờ em sẽ quay bác về cái phần đó nữa là phần sử dụng nhá. Cái phần sử dụng thì rất đơn giản này thôi, các bác chỉ cần nút đỏ này đấy, về bác cắm điện vào cho em, bác tắt bật, bác chỉ ấn nút này xong đấy, tự động nó tắt bác nhá. Muốn mở lên thì mình chỉ ấn nút S group này, nó sẽ được mở này. Đấy. Thế còn cái mic này thì báo cáo bác là em đã khóa mic rồi, vô lượng là 25. Đấy, khóa cho khi mình cứ ấn nhầm với giết thì nó không bị gì. Và khi không hát thì bác tháo pin nhé, đừng để pin trong cái mic này. Cái mic này khởi động là bác chỉ cần ấn giữ nó lên thôi. Mic 6 số tự ngắt nhé. Đấy. Tắt đi giữ này nó tắt. Còn mic này hát rất đầm hay mà nhé. Rất sướng luôn. Đấy. Thế còn cái quản lý nguồn này tắt bật như vậy rồi. Thế còn cái lưng tiếng thì em lý cho bác cái lưng tiếng nó có 3 kênh nhá. Đấy bác nhìn này. 1 2 3 4 5 đây là một kênh này, thì gọi kênh 1. 1 2 3 4 5 nút này, kênh 2 và nút sub này mình không liên quan nhá. Thôi mình không để ý nữa. Bởi vì sau này bác có sub bác đánh ở kênh này rồi, đúng không? Thì em sẽ chỉ bác này. Đây hai nút này nút to này. Nút to là to nhỏ nhạc ấy. Thì để ba đèn vàng em đánh dấu bác sẵn nhá, về không thay đổi nữa. Đấy. Ba đèn vàng này. Để lên đỏ cũng được, coi như nó vỡ tiếng nó không hay. Đấy, cái này thì có nhiệm vụ to nhỏ được quá nhá, để ba đường vàng.
Hay còn cái nút đầu tiên là cái nút tun này. Nút tun này, nút này nút là to nhỏ nhạc quá nhá. À nút này nút tun này. Xin lỗi bạn, nút này nút low mid là tăng giảm mát. Này tăng giảm mát. Đây là giảm mát này. Tăng này tăng lên. Đó thì em để 12 giờ em mới chỉnh rồi. Không muốn tăng bass thì bắt tăng. Nút tun này là nút tăng giảm cái lời giọng chung ấy của ca sĩ ấy, thì bác vặn ngược này thì vặn tăng lên thì giảm chung này. Vặn ngược lại tăng chung. Đấy, cái nút này hoạt động ngược chiều với cái thằng nút bass này. Cái nút tun này chung với nhá. Nút processor này mình để 12 giờ thôi. Nút tép này thì em để 12 giờ anh giấu rồi. Thằng tép giảm tép này, em đánh dấu sẵn cho bác rồi. Đấy, đánh dấu sẵn nhất này. Đấy, con đèn đỏ hết nhá, đỏ hết này. Đấy, cái nút này thì đèn vàng này. Đèn vàng quá nhá. Thì cái đèn nút nút tiếp theo nút lâu rồi mới nhá thì nó cũng giống như nút bên kia thôi, chỉnh bass này, đâu biết tun này là chung này. Cái nút này chỉnh tép này. Còn hai nút này chỉ sút thôi. Sút thì mình không liên quan nhá. Đấy. Thì có một kênh này. Hai kênh này. Đấy, ba kênh. Kênh ngoài cùng phải sút. Thế còn về cái vang số thì bác sẽ nhìn thấy em quan sát này. Tức là cái này vang số thì nó có những nút dài to này. Nút đầu tiên thì em đánh dấu mực này, là to nhỏ nhạc quá nhé, vô xích này. Đấy, thì bác vặn nó sẽ báo đây này. Em để khởi động là 5, tắt bật nó là 5. Nút thứ hai nút effect là nút nhại nhé, nút nhại. Thì em để nhại 48. Anh em mà muốn tăng nhại thì em để hết cỡ là 54 thôi. Nó to lên 84 nhưng em thì để không chế 54 thôi. Đấy, thì bác cảm ít nhại tăng lên, nhiều nhại giảm xuống. Hát tốt thì cơ bản thì để 4 mấy, 42, 43 thôi. Nhé, em để 48. Thế còn cái mic thế bạn, cái vôn mic mà để mình hát cao ok ấy, cái vôn mic cái này. Này em để 22, em để hết cỡ 26 thôi. Thế còn bác muốn nữa thì bác alo cho em một cách cỡ nhé. Đấy, 22. Rồi chưa? Đấy là cái ý nghĩa nút nhé, nút toàn nút kỹ thuật mình nói đấy đó. Nút này là to nhỏ nhạc này, nút này là tăng giảm nhạc này. Effect ấy, ECHO đấy, cái này là to nhỏ mic này. Thì chất điều khiển nó cũng tương ứng quá nhá. Nút đây. Nút này tăng giảm nhạc này. Đấy anh dấu này. Đấy. Nút này tăng giảm mic này. Nút FF này tăng giảm nhại này. Còn nó có mốt 1, mốt 2, 3, 4, 5, 6. Thì mốt 1 bác nhá là M1 này. Đấy, nếu bác muốn chọn M2 thì em nếu nhà bác mà nó vọng nhiều quá mà nó nhiều bát quá muốn cái mic nó trong bác ấn M2 bác hát. M2 thì tự động em cắt cái mic mỏng đi. M2 thì ấn hết em nhá. M2 này. M2 khi nó báo luôn M2. Thế cái chế độ em làm trong cái vang ấy nó tương ứng cái điều khiển này. M3 là khi là bác có con súp ấy, đang muốn tiếng bass ít thì em cắt ở EQ rồi thì M3 thì sau này bác có súp lắp vào thì đỡ thừa bass. Cái này em không súp em lưng EQ lên tí nhá. Đấy, thì đơn giản vậy thôi. Đấy, nếu về bác nhớ em hai chế độ này, M1 là mic dày, mà bác muốn bảo chẳng nhà bác nó ồn thì bác ấn M2 mà hát, M2 thì em cho mic mỏng một chút thì nó sẽ không bị ồn mic nhá. Và cái đẩy em để đây, bác nhìn anh dấu sẵn đấy, nhìn chưa? Đúng nha, đúng nha. Đấy. Cái này là súp này, hai kênh full này. Kênh 1, kênh 2 là full này. Đấy, kênh 3 là súp. Đấy, còn cái chuyển cổng nhá. Cái chuyển cổng em bác nhớ là cái chuyển cổng ấy. Thì cứ cắm nhạc vào bác nhìn đây, cái nút input này. Đấy, nếu như bác chạy đường AUX thì bác để ở đây. Bỏ tút đây. Một B thì bác cắm một B là nó tự chạy ra B này. Đấy. Đấy. Còn cái nút này là AUX là cái dây đây là AUX em chỉ luôn đi bác nhớ là bác cắm cái đường này. Đấy cái đường này. Đấy vào máy tính. Thế còn quang học thì em nữa. Sẵn bác rồi, đấy quang học là bác phải ấn về đây. Optical này đấy, cứ ấn nó sẽ chuyển bác nhá. Đấy bật lên đúng không. Đấy bật lên này đấy. Còn về loa thì rất dễ thôi. Về loa thì nó bác tháo cài vào thì em là rất chuyên nghiệp rồi đấy. Tháo ra thì bác chỉ cần kéo inox này, bạn ngửi cái đồng hồ. Còn tra vào nó có cái cá to bác tra đúng chiều này. Bạn phát vào ngay. Đấy. Lỗ trên lỗ dưới đều được cả nhá. Lỗ trên lỗ dưới đều cả. Có cái súp thì cái số 3 thì chưa dùng cái súp thì thôi, nếu là có súp thì bác sẽ cắm ở đây. Đấy, nó sẵn, em cắm sẵn dây rồi. Đây là quang nhá. Được chưa? Giờ em chuyển về AUX em chạy. Bởi vì nhà em đang dùng AUX mà. Đấy. Đấy. Được chưa? Ok. Chúc bạn thành công nhé, còn không hiểu thì cứ Zalo cho em nhé. Rồi ok bác.